Long xin chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay Long trở về từ một lễ hội, đó là lễ hội đền Cửa Rào. Thì bây giờ là Long sẽ vào phía trong để giới thiệu cho tất cả các bạn biết được vẻ đẹp bản sắc văn hóa của lễ hội như thế nào. Và trước tiên là Long sẽ di chuyển vào đền để giới thiệu cho các bạn biết cái không gian của cái đền nha các bạn. Đây là ngoài đền là sẽ có mâm hoa quả cũng như là lễ vật sẽ được biến toàn vào trong là giữa chính diện. Long sẽ di chuyển vào phía trong cho các bạn biết luôn, giới thiệu về văn hóa của đền luôn các bạn nhé. Đây là khu đền mà Long muốn giới thiệu tất cả các bạn đấy. Còn bây giờ Long sẽ quay toàn bộ không gian này. Đây là được làm bằng những cột nhà rất là đẹp to thẳng. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái cột đẹp và thẳng dài cao nghi ngút luôn. Đây là một trong những cái tác phẩm chuyên chụp, phía trên là sẽ được khắc chạm đầy đủ với những tác phẩm này. Thì Long muốn truyền tải tới anh em bạn bè gần xa biết được, cũng như là giới thiệu cho bạn bè, những người anh em cùng quê nhưng mà đi làm ăn xa, là nhớ lại những cái kỷ niệm cũng như là vẻ đẹp của quê hương mình, và giới thiệu cho quảng bá để cho biết được rộng rãi cái lễ hội này hàng năm sẽ được tổ chức vào đầu xuân. Và hôm nay là ngày 10, 11, 12, là một trong những các ngày có thể là tổ chức lễ hội lớn đấy các bạn. Tối hôm nay nó sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ cùng với là những món ăn ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái ở khu vực nơi này. Tối ngày mai là cũng diễn ra chương trình văn nghệ cùng với là một số trò chơi dân gian. Và tối ngày mai là có rước đèn hoa đăng, tức là sẽ được thả ở dưới những chiếc đèn hoa đăng này sẽ được thả dưới con sông này các bạn. Nghe có vẻ là rất là lý thú, cũng như là có vẻ là có một cái gì đó gây sự tò mò cho Long. Thì Long rằng lại 2 ngày, tức là ngày hôm nay và ngày mai. Còn bây giờ là Long sẽ di chuyển vào lối phía trong để khám phá những cái văn hóa phía trong nó như thế nào. Hiện tại bây giờ là rất nắng, nhưng các đội văn nghệ đang hợp nhạc chạy chương trình để tối diễn. Bây giờ là 11 giờ 25 phút, quên 13 giờ 25 phút, tức là 1 giờ 25 phút. Các đội văn nghệ đang cực nhạc chạy chương trình để tuổi tiền. Tuy là thời tiết nặng nhưng mà bà con ở đây cũng đang tấp nập với những món ăn và những sản phẩm của đồng bào dân tộc Thái trưng bày giới thiệu cũng như là bán. Đây là một trong những điều kiện để phát triển kinh tế của khu vực ở nơi này luôn các bạn nhé. Đấy, có anh chơi rất thú vị, có những trò chơi hay không? Chào bạn. Đây là một trong những các món ăn mà có thể là em chào các anh nha. Để em đâu, em đang ngân đi review một chút xíu. Nếu vậy thì chụp xếp thể các anh này luôn nào. Đây là một trong những chú tự ý đâu. Dạ. Đây là chú tự ý đâu. Dạ. Bố muốn làm anh Thái gì? Anh Thái gì? Rồi vừa rồi. Bảo Thái ông chân gửi lên em không? Kỷ niệm anh Thái một cái thôi. Đang làm YouTube. Đây đây là anh Thái làm bên văn hóa mà kiếm nhạc sĩ, ca sĩ. Các bạn vào cánh là Trần Bảo Thái Opposition, anh Thái ơi. Trần Bảo Thái Opposition này. Bảo Thái Opposition thôi. Bảo Thái nhưng mà Trần Thái. Các bạn vào cánh Bảo Thái Opposition là ủng hộ cho anh luôn, bởi vì anh là một trong những cái văn nghệ của địa phương. Anh chúc sức khỏe cả anh nha. Dạ. Dạ. Mời các chị luôn, chúc sức khỏe đau nắng nha. Dạ. Đấy là đấy đấy. Tập Long Hành là cũng một YouTuber nổi tiếng của huyện Con Cuông ấy. Anh chia sẻ bài của em hả? Dạ em cảm ơn nhé. Cánh của em đi chuyến đang ăn về bản sắc văn hóa dân tộc của khu vực lân cận. Nói chung là những cái chỗ nào mà có những cái nét đẹp thì là Long sẽ di chuyển ở đó. Còn Long chúc sức khỏe chẳng này đây, Long di chuyển ra ngoài này. Chủ tịch cái bài anh đang anh chưa bắt bản quyền nữa nhá. Thì tình yêu tôi có bà đang bị
lượt lái đó bài của chú à? Bài của em á? Ờ, bài không, múa đó nè. Không phải là bài của em mà là bài của các thôi múa đấy. Các thôn bản múa, chứ người em có múa được đâu. 37.000 lượt lái là cũng nhiều đó đó. À, chúc sức khỏe cả anh nhá. Bài này của anh 6.000 dạ. Bài nữa hay. Nói chung là từ về bản sắc dân tộc mình là nhiều người theo dõi bài quả nhất. Thôi chú nhận cái số điện thoại trong thì mấy chú cho anh nhá. À rồi, okay. Chú nhá. Dạ. Chúc sức khỏe cả anh nhá. Em chúc sức khỏe cả anh chị nhá. Dạ. Dạ. Thôi, để làm ông. Đây và bây giờ là mình sẽ di chuyển ra phía xa. Đây là một trong những cái đặc sản của đồng bào dân tộc Thái ở khu vực nơi này này các bạn này. Đây là rượu Niệp Cầm. Còn phía bên này là mọc. Khi di chuyển về đây thì Long cũng rất vui là đó là được thưởng thức rất nhiều món ăn của đồng bào dân tộc Thái ở đây. Ở phía lối ngoài kia là các anh các chị đội văn nghệ đang khởi nhạc, tức là chạy chương trình đấy. Và bây giờ Long sẽ di chuyển ở sang lối phía bên này để khám phá một số vòng về bản sắc của các chị. Xin chào các chị nha. Dạ. Dạ. Quản lý tân người đẹp. Các chị ở đâu tới ạ? Ở cái nào đấy ạ? À được. Anh này giống cái thải nữa. Em á? Đi đâu Long Hành? Em thì người Kinh nhưng mà em văn hóa dân tộc Thái thôi. Dạ. Đây các chị là hãy theo dõi kênh Tóc Long Hành. Bởi vì kênh của em là chuyên giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. Dạ. Nói chung là cùng nó khắp đó. Nói như chị nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ. Em chào các anh chị nhá. Dạ. Ở ra chị đang ngân giới thiệu món đang chế biến món gì này chị? Đúng rồi, chị giới thiệu cái món của chị đó, đúng rồi. Một trong những cái món gọi là Lóng rất thích cái món này các bạn này. Đây là một trong những món có thể là chấm xối hoặc là cá gan nướng. Nói chung là ăn rất là tuyệt vời. Dạ. Thịt nướng của chị đây. Đây thịt nướng của chị đây hả? Đó. Đây là các bạn nhìn hấp dẫn không? Tức là những cái món này là chúng ta có thể ăn kèm với xôi hoặc là nói chung cơm nóng cũng ok. Rồi em chào chị nhá, để em đi văng lại đâu đi chị. Em chào anh. Tóc Long Hành, Facebook Tóc Long Hành, YouTube Tóc Long Hành. YouTube, TikTok, Facebook đều Tóc Long Hành cả. Có trang fanpage cùng Tóc Long Hành. Dạ. Rồi em chào cả cả người kia nhé. Dạ. Rồi bây giờ Long sẽ di chuyển sang ở lối phía bên này cho các bạn. À, đây món này món gì đây chị? Quả muối. À, quả muối á? Tức là cái quả này dùng để làm gì? À, ăn chua hả? À, dưa muối á? Cái... Đây cái cải này thì dùng để làm gì em? Ta có thể chế biến đông đu đủ bóp hoặc là đấm. À thế hả? Rồi anh cảm ơn nha. Hôm nào chế biến cho anh thưởng thức cái. Đây, em tặng anh một hộp, anh có thể thử xem. Hộp này hả? Dạ. À đấy hả? Đây là tức là em chế biến đấy là. Rồi ok. Anh cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn. Ừ. Anh cảm ơn anh. Rồi bây giờ Long sẽ di chuyển trở sáng ở phía bên này nữa. Anh chào chị. Dạ, chào các chị. Đấy là dạ. Ở đấy là sẽ có tất cả những cái món ăn của đồng bào dân tộc ở đấy. Và bên cạnh đó nữa là cũng có một số món ăn ở vùng suối lên nhá. Ở đấy là, em chào chị. Dạ, ở đấy là một trong những đồ ăn vặt. Bạn nào mà... Đây phải là món đặc trưng của người Thái này. À, đấy là món đặc trưng của người Thái. À, chị có thể giới thiệu đấy là món... Đây là món cơm lam. Được làm từ... Làm từ ống đi gọi là... Ống tre. Té hả? Nhưng mà kiểu hình lấy khác, hình không giống như là ống nứa. À thì hả? Tức là cái cây này là nó dày hơn cây nứa gì hay sao? Hình dày hơn cây nứa mà bóc ra thì à nó có lùa không đúng không? Hành không dính một tí đâu cả mà ăn rất là ngon với là hành dẻo. Cái này là em cũng được thưởng thức ở trên đây là đặc sản của Kỳ Sơn. À đúng, mì lý Kỳ Sơn. Đây là chính của mì lý Kỳ Sơn làm. À
Nếu mà vậy thì đấy là một trong những đặc sản cực kỳ đặc sản đấy các bạn này. Bởi vì là Long cũng đã được thưởng thức cái món này khi ăn cơm Lam chúng ta có một cái đặc biệt đấy chỉ giới thiệu cho các bạn này, đó là nó có cái lùa trong này. Có cái lùa trong này không dính, không hề dính mà rất là dẻo. Chính xác. Ăn không hề ngay một tí nào cả. Dạ. Kể cả ăn không cũng rất là ngon. Đấy mới gọi là đúng chính xác là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc. Một món đặc sản nữa nhưng mà đang làm. Đang làm. Đó là nong nọc. Nong nọc nạp gọi là gói bằng lá chuối. Gói bằng lá chuối đó. Sau đó kẹp vào là nướng. Tức là mình làm sạch rồi bỏ gia vị. Bỏ lá chuối kẹp lại. Mình bỏ lá chuối kẹp bằng kẹp nữa, sau đó mình nướng bằng than hóa. À thế hả? Tí nữa khoảng 2 giờ mới có. 2 giờ là mới có cái đó. Dạ, em cảm ơn chị nhá. Rồi, chúc chị bạn đặc khách. À đây, mình sẽ di chuyển ra phía lối bên này. Em chào các anh chị. Đây, em sẽ di chuyển, Long sẽ di chuyển ra. Chào chị. Long sẽ di chuyển ra cái món này là được chế biến đây. Cái này là mình tự làm hay là mua ở đâu về chị? Mình có nghĩa là mình cũng lấy tư dân về. À, thế nhập tư dân về mình không kịp làm. Dạ. Nhưng mà ta làm thì không thể giống như họ làm. Không, tức là nó không đồng đa, không đúng vị đúng không? Đúng rồi. Mình không thể làm được giống như họ. À, thế hả? À, như vậy là từ lúc sáng giờ là mình bán được số lượng rất nhiều đây này đúng không? Dạ, cũng được khá nhiều rồi. Số lượng. Dạ. Đứa con đấy này. Ồ, đây đứa con rất nhiều nữa các bạn. Với bạn nào mà có cái khoái khẩu giống như Long thì hãy trở về huyện Tương Dương. Hiện tại bây giờ là... Kiểu số 9. Ồ, số 9 à? Ồ, số 9 này là đối diện với sân khấu luôn các bạn nha. Ồ, có thêm là đẹp. Dạ. Đây là nguyên cả một bi cơm lam luôn. Hơn 100 ống. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi. Để em di chuyển sáng lửa chuyển đến này. Em chào các anh nha. Dạ. Hiện tại mà nói là các đội văn nghệ đang còn thực hiện hợp nhạc. Đấy, ở đang còn rất xa. Thời tiết là nắng lòng các bạn ạ. Nhưng các anh các chị ở đây là đang còn hợp nhạc để tổ chức chương trình luôn. Còn bên này là Long sẽ di chuyển sang đấy để giới thiệu về một số bản sắc của đồng bào ở khu vực bên này. Dạ. Em chào các anh các chị nha. Dạ. Dạ. Các anh các chị ở đâu tới à? Đấy luôn. À, Quân Quân hay Cửa Rau? À, anh là ở Quân Quân à? Em cùng Quân Quân đây. Anh ở Khuôi Bá thì Trần. À Khuôi Bá, à Khuôi Bá hả? Em ở Thủy Khế. Dạ. Thủy Khế à? Dạ, em ở Thủy Khế. Làm trong lưu chạy đi. Dạ rồi, các anh mời đi để em review một quán một chút xíu để giới thiệu cái bản sắc. Lấy ngay đòi bài đây. Dạ. Chọn chị đá để mất. Còn đấy là một trong những cái món ăn có thể là hấp dẫn các bạn này. Gà nướng. Và cái chối đỏ tháo này có màu tím tím này anh chị hay ẩm thực cái chối đỏ tháo này có màu tím vậy. Dạ đúng rồi. Nếp cẩm. Nếp cẩm hả? À bên đi chết tím. À thế à. Dạ rồi, em chúc các anh chị ngon miệng nha. Các anh chị vô cái MC ô bạn đây. Dạ. 1 2 3 vô. 2 3 Rồi, em chúc các anh các chị ngon miệng nha. Ở đây Long sẽ vào review một cái trang trí cái phòng này, có thể nói là đây là quả nhiều mô phỏng thôi các bạn ạ, nhưng mà cũng là một trong những cái bản sắc của đồng bào dân tộc Thái đấy. Đây là cũng mô phỏng thôi, còn không phải là đồ thật. Thì em chào các chị nha. Cảm ơn chú lắm nha. Dạ. Mà bạn có hình nhỉ? Dạ. Có. Có. Có được. Các anh cái chi ngon miệng nha. Rồi. Dạ. Không mang kẻ nào. Thôi em cảm ơn đó. Hiện tại là các cái gian hàng rất nhiều các bạn ạ. Nhưng mà Long không thể là review hết được. Bởi vì là ở phía sau kia đây. Số lượng các gian hàng cũng như là du khách trở về là càng ngày càng đông. Hiện tại bây giờ là nắng nóng nên là các anh cái chi là tập trung vào trong quán ăn và ngủ nghỉ rồi. Còn bây giờ là Long sẽ xin dừng video tại đấy để Long cùng ăn bữa trưa đấy, cùng khá đói bụng đấy. Với bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Long. Và tối hôm nay Long sẽ truyền tải những chương trình văn hóa văn nghệ mùa hát ở đấy nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé.